Hello everybody và quay lại Tune Game Play Channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tune Game Play, mình trong series 8 tựa game ngày hôm nay. Và mình sẽ làm luôn tựa game đầu tiên trong video này cùng các bạn nào. Tune Quest Videos Game Show. Start from level 1. Sẽ làm cái này. Ấn vô làm cái này. Đây các bạn. Ok, làm match vào. Cái đó này nào. Wait, I'm going to do one more time. So those 2 times. Yeah, that was minimal. Okay. And so it's now. Chả nhớ đây được ạ. Xếp này không? Anh nhớ anh chàng rồi. What's this? Cái thằng bạn là bạn. Đó là những chán này bạn. Cái chán này rất cái này bạn. Là anh vào dụng rất hồi các bạn. Nhờ, để em làm được rồi. Các con không bật nào ạ. No. Cho cần phải coi người nào nào ạ. What is it? It's Hitman. Còn phải câu cá được bạn. Tiếp tục. Làm chơi này bạn. Ok, it's a ransom. Mình đâu bạn. Chúng ta được vào năm đầu tiên của đêm này thì cũng vẫn chuyển sang thì tiếp theo rồi này. Chỉ đấy. Subway Surfers Run. Tức là chạy trò chơi này này vậy. Ninja. Here we go. Cuộc sống nhiệm vụ giữ chúng ta trong làm này là gì các bạn nhé. Cùng nhân 14 lần số điểm của trò chạy này. Phero gọi chính là tên đất nước của cầm giật này này luôn gọi là những vũ trụ cho là trong lòng này không thành cái nào be careful Oh my god. Ok, chắc nữa tôi chơi cùng chơi sang tới game thứ 3 rồi. It's a non-able game. Bây giờ ban nhà phát hành được và cho bạn cùng điểm qua và sau đó vào bắt đầu ngay nào. Rồi new game in this game vào hay nào. Chạy theo cái bóng này các bạn. Ok, em cần chạy đây. Đây mấy cái bóng này phía đây các bạn. Ra gọn mua một thằng tôi lên xe này gọn tháo vào bức tranh đây. Mình chiếc chìa khóa của bọn ta dọc chỗ đây các bạn. Chúng ta chạy phía trước của chúng ta dòng chiếc cái lều vàng này các bạn. Mình trên tầng 2 này, vào nhà các bạn. Mình trên mái đấy. Phá vỡ lại cái súng lớn nữa rồi. Ok, các bạn đã xuống được tầng 1 một bạn. Mọi diễn biến mình sẽ để xem lần sau khám phá tiếp cùng bạn nhé. Bây giờ sẽ thực hiện thứ tư, Bendy and the Ink Machine. Tiêu song. Những bản nhạc xưa cho bắt đầu với chapter này đến này các bạn. Oh my head. Oh my head. What happened? What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. How did this place get so big? Đây là nhiệm vụ ra đầu của chúng ta đây. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta tại đây các bạn. Cùng đi qua lại bên này. Bajo los ánimos de ahogarnos. What the heck did he go? I need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Đây bật đủ ba công tắc ở trong căn phòng này các bạn. Cho các bạn thử cánh cửa kìa. Khi qua từ nguồn điện này bằng cánh cửa kia các bạn. Câu vạch đầu tiên mình xuất hiện đây các bạn. Đây là có một thứ cần phải. Chìa khóa đây rồi. Ok. Let's go. Better get overtime for this. I was going to get my dustpan from the hall closet the other day, and guess what? I can't find my dustpan. It's like they disappeared in the video or something. Every artistic person needs a sanctuary. Joey Drew has his. Này chiếc chìa khóa rồi thì phải các bạn. Bên rồi quên rồi. Bên rồi thật sự đấy các bạn này. Piano. Cần sẽ bỏ này cho bấm thứ tự của những nhạc cụ này các bạn. One down, vậy là xong. Mình sẽ khám phá tiếp trong phần chơi tiếp theo các bạn nhé. Còn mình sẽ tự game thứ 5 này. Security cho bạn định. Chapter 3. Chapter 5. Catastrophe. Right. Oh, I'm such a natural at this. Maybe I should call Francis over and show him my walk on the staircase. that's the only way for me to cut off. I know there's another way to down. But I will be doing it. But I'll just have to do that. Mình cũng chuyển sang tiếng thứ 6 nào. Tiếng kinh dị của Keep the Rise. Cho ai cũng bắt đầu ngay nào. Cái tập này thì cho cần cứu Charlie các bạn. Từ về đầu bắn kem này. Cho ai cũng bắt đầu ngay nào. Let's keep on. Sử dụng sợi dây màu xanh để cho đi xuống đây nào. Trong độ bộ này các bạn. Ở đây chúng ta cần phải lấy tổng cộng, lấy tổng cộng 3 món đồ. Mình trước tiên chúng ta chỉ lấy được 2 các bạn. Hãy tìm 2 món đồ đầu tiên nhé. Người ta có thể mò được của chúng mình. Còn nữa rồi đi gọi Emily cho anh cái tên cho cần ghi nhớ, bởi vì đây chuyên nhân viên tiếp theo trực trong quán cà phê và cho cà phê đi tập thể gọi. Looking? Hmm? You can find out. Look up. Đây là toàn bộ những đồ cho cần dùng ở phía bên kia đường ống tại đầu đường ống này các bạn. Anh để cho sẽ cần tất cả các đồ này đi qua phía bên kia đường ống này. Ông ta quay gì người sẽ bất tỉnh trong 1 phút cả. Việc của chúng ta là hoàn thành tiếp nhiệm vụ mà không có sự cản trở của ta. Từ tất cả những cần gạt này các bạn lấy ra cho máy được khởi động thì thôi. Chúng đi qua phía bên kia của đường không nào, một bãi đất mới các bạn. Ở trong bãi đất này chúng ta cần tìm chỗ áo jacket của người bảo vệ, coat jacket. Nằm trước vật dụng bằng gỗ này các bạn. Đây. Vậy chúng ta đã có được chiếc office key. Đã mang một xe di chuyển về parking hoàn thành nốt nhiệm vụ này của mình các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gọi chuyển sang tình tiếp theo trong video này. Và giờ Granny tapped it through. Mình sẽ tìm escape nổ thoát trong tựa game lần này cùng bạn nào. Here we go. Easy. The first day. Mình sẽ đầu tiên xuống ra đầu tiên chiếc specialty vậy, nó có thể dấy dầu cho bất cứ lúc nào và do cần phải để hoàn tất cả tình huống xảy ra. Bây giờ anh nên sẽ tăng của mình nào. And be careful with Granny. Nothing. Không có gì gọi. Helicopter key. Pedal key. Nothing. And real. Rồi cánh cửa bí mật ra nào ạ. Đây trước mục xác để bảo tất cả các con biết rồi. Chiếc chìa khóa này các bạn, chúng em mua được vào bà hai pet lock key các bạn. Ok, chọn pet lock key rồi. Để chiếc khóa ra nào. Nên chiếc hand wheel xuống chế tốc hành các bạn. Đây là chiếc rà bàn các bạn. Nothing. That's it. Cái chiều cho đo handle xong rồi lên trên này các bạn. Cắt thì là chắc chắn là như thế này rồi. Koseki. Cho Koseki thì cho sẽ lấy cái cutting blade và cho thiếu handle thì sẽ bắt đầu rồi. Oh my god. Okay, we could just add it down. Step it on me for fun. Play it. Play it. Và đây qua tôi xin chào video này các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong channel của mình nhé. Thank you so much.